Có gì uống không em ơi? Dạ em muốn dùng đồ uống gì ạ? Ở đây cà phê loại nào ngon nhất nhỉ? Dạ nhà em có cà phê cốt dừa là khách hay gọi nhiều nhất anh ạ. Cà phê cốt dừa? Dạ vâng ạ. Là cái nào trên kia? Trên cùng bên phải. À, cái cốc loang loang đổ đấy ạ? Dạ vâng ạ. Cho anh ba cốc. Dạ, anh ngồi ghế đợi em chút ạ. Cà phê của anh được chưa em ơi? Dạ, của anh sắp được rồi ạ. Gửi anh chị đồ uống ạ. Nhìn đẹp phết nhỉ. Uống đi. Được không? Cà phê ngon phết nhỉ. Ngon này. Uống kiểu gì ấy nhỉ? Anh thử cốc của ông phát này. Đây. Ừ. Em cốc này ngon thế. Cốc này ngon mà. Cốc của mình uống kiểu gì em ơi? Dạ. Anh hỏi đi, như là ông say kiểu gì vậy? Hay cốc kia uống ngon mà cốc này uống làm sao ấy? Dạ ba cốc em làm chung một cối anh ạ. Chung một cối mà cốc của anh uống kiểu gì? Hay cốc kia uống ngon lắm. Ông đổi lại tôi đi. Dạ vâng ạ, anh đợi em chút, em đổi cho anh. Đổi lại đồ cho anh ạ. Đấy, uống nó phải như thế này chứ, uống lúc nãy uống kiểu gì ấy. Dạ, cảm ơn anh ạ. Ừ.